Rồi bây giờ anh hiện tại anh đang ở đâu? Ở đây, còn anh đang than á, chỗ đá được cái quần quần đảo cái thị trấn đây không mà đi lên đi xuống ai cho ăn gì ăn à, thị trấn đây không mà tối về chỗ đá ngủ. À tối là ngủ ngay chỗ đó ha. À ngủ chỗ đá, mưa giá cũng ngủ chỗ đá. Trời ơi, rồi mưa rồi đồ rồi anh nằm vậy rồi sao ta? Vô trang không chốt làm. Nằm chỗ đá luôn rồi chứ không chịu đi đâu hết. Tới bây giờ nó nhè nó nhè ná cho nó không nhè đi đâu hết tới. Dạ. Anh có nhớ là bố mẹ mình ở đâu không? Trình tế tới tiền á, chợ gỗ đâu. Dặn em đi rẹt. Chợ gỗ xong anh lạc ha. Em đi rẹt. Em đi rẹt nhỏ giờ. Em không có trong bom bị chặt tay này. Bị chặt tay. Anh đó hả? Bị chặt tay đâu. Chặt tay nhỏ giờ ở trong bom 6 mèo á. Có nghĩa không? 6 mèo. Anh có một xíu ký ức, anh kêu là anh đi gỗ ha. Đi theo xe gỗ hả? Em đi gỗ. Em đi đi cơ gỗ. Dạ. Đi nhà chỗ cái đường Tư Bông á. Dạ. Đường Tư Bông đi trong cháu đi cóc, đi trong cháu đi được. Ở trên Ninh Rẫy á. Đường trên Rẫy hả? Đó chỗ mẹo á. Đường Tê tới Thợ Mã. Anh nói thì mình nghe nó cũng hơi mang máng thôi, có nghĩa là cái gì mà ở Rẫy, có nghĩa là như bố mẹ anh trên Rẫy hả? Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại thị trấn Vạn Giả thuộc huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi tìm hiểu về hoàn cảnh của một người đàn ông mà theo như người dân địa phương ở đây chia sẻ rằng là anh ấy đã bị thất lạc gia đình cách đây mười mấy 20 năm á, thì hiện tại là không có một giấy tờ tùy thân nào cả và sống lang thang ở cái thị trấn này nay đây mai đó và ăn nhờ ngủ bụi ở hiên nhà của người khác. Thì người dân ở đây cũng quá quen thuộc với cái hình ảnh của ảnh lang thang xin cơm ở đây rồi. Vì vậy mà hôm nay Nhân quyết định là Nhân sẽ tìm hiểu về trường hợp của anh này, xem thử là sau khi mà Nhân đăng tải video lên thì gia đình của anh có xem được hình ảnh này hay không, và hy vọng rằng anh sẽ tìm được bố mẹ và người thân của anh. Thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy cùng đồng hành video này để mà tìm hiểu về người đàn ông này nha. Đi thôi mọi người. Thì sau khi đi tìm nãy giờ thì có một cô cổ đã tìm được ảnh rồi. Thì cô bảo là anh đang ngồi phía bên này nè. Thì bây giờ mình qua mình tìm hiểu ảnh thứ như thế nào. Vậy ha. Cô ngồi đây, cô ngồi với con. Dạ. Em chào anh. Cô ngồi xuống đây. Nằm bên phở. Dạ. Ở về bệnh năm đâu phở. Trước khi mà hỏi thăm ảnh thì con hỏi thăm cô trước nghe. Thì ảnh đã lang thang ở cái thị trấn Vạn Giả này là khoảng bao nhiêu năm rồi cô biết không? Tên nó cũng 30 năm rồi quá. Cũng 30 40 năm rồi quá, 40 năm rồi quá, chứ không biết đâu, hầu cô cũng gái tới giờ mà. Thế à? Mà giờ cô có chồng đi 40 năm rồi mà, nó 77 78 tới giờ luôn mà. Hầu đó đi cô nhã lắm, nó nhã vô mấy thằng kia, như thằng cặp tép kia. Dạ. Xong nó ở nhà bà đá nó hút tráo, nó xì bột. Rồi nó làm bánh phở cho bé. Bây giờ bà về đó bà chết rồi. Bà chết rồi mà cái nhà đá thì nó nói nhà của nó không à. À có nghĩa là quá thân thuộc với cái người đó rồi. Cho nên là ảnh nhận cái nhà đó là gia đình mình luôn. Vậy là ảnh vẫn còn lao động, hồi trước lao động được hả cô? Cô nhã mà, nên lao động cho bà đá đó. Giờ bà chết rồi mấy chục năm nay rồi. Bà đá cũng chết mấy chục năm nay rồi. Dạ. Rồi bây giờ ảnh hiện tại ảnh đang ở đâu? Ở đây, cô ở lang thang á, chỗ đá được cái quần quần đảo cái thị trấn đây không mà đi lên đi xuống ai cho ăn gì ăn à, thị trấn đây không mà tối là về chỗ đá ngủ. Tối là ngủ ngay chỗ đó ha. Ngủ chỗ đá, mưa giá rồi cũng ngủ chỗ đá. Trời ơi, rồi mưa rồi đồ rồi ảnh nằm vậy rồi sao ta? Vô trang không chốt nằm chỗ đá luôn rồi chứ không chịu đi đâu hết. Tới bây giờ nó nhè đó nhè ná cho nó không nhè đi đâu hết tới. Dạ. Vậy thì theo như cô là ảnh hiện tại là bố mẹ không biết ở đâu? Không biết ở đâu. Dạ. Thôi để con hỏi thăm ảnh xíu thôi. Cô hỏi vậy. Dạ. Em hỏi thăm anh xíu nha. Anh có nhớ là mình tên gì không? Dũng. Anh Dũng. Dũng. Dạ. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi rồng. Tuổi con rồng. Dạ. Rồng là nhiêu ta? Tuổi thìn ha. Tuổi thìn. Tuổi thìn. Anh có một cái ký ức gì về gia đình mình không? Có, em ở. Em tinh tế, đi đẹp.
Thì má, đi lên Tết rồi, nó còn lên Tết, nó có ăn tội. Nhung á, có ăn tội anh mèo. Em của anh tên là Nhung. À. Là con gái hả? Con gái, năm sữa. Năm năm á. À, ảnh đang có một cái ký ức về cái căn nhà của cái cô đó ha. À. Thì ảnh đã bị thất lạc gia đình từ cái lúc nhỏ, vì vậy mà khi ảnh đến cái thị trấn này á, thì ảnh vào cái nhà của cái cô kia, ảnh ở nhờ, ảnh làm thêm ở đó và ảnh bồ á, xấu mèo á, dạ xấu mèo ông hai á, bảy á, ông hai là con của bà đó, trời ơi. Ở TV thì xấu mèo á, em đi ra TV đó, TV đi rồi. Đi, em đi có Nhung có tội lên mèo chưa về đâu, em đi về đâu, anh có nhớ là bố mẹ mình ở đâu không? Trình tế tới tiền á, chợ gỗ đâu em đi lạc chợ, à, gỗ. Chợ gỗ xong mà anh lạc ha, em đi lạc, em đi lạc nhỏ giờ, em không có trong bố bị chặt tay này, bị chặt tay anh đó hả? À, bị chặt tay đâu, à. Chặt tay nhỏ giờ ở trong bơm xấu mèo á, có nghĩa xấu mèo. Anh có một xíu ký ức, anh kêu là anh đi gỗ ha, à. Đi theo xe gỗ hả? À, em đi theo gỗ, em đi đi cơ gỗ, dạ, đi nhà chỗ cái đường Tư Bông á, dạ, đường Tư Bông đi trong cháu đi cốc, đi trong cháu đi được, ở trên lên rẫy á, đường trên rẫy hả? À, đó chỗ mẹ á, đường té tới thợ mã. Anh nói thì mình nghe nó cũng hơi mang máng thôi, có nghĩa là cái gì mà ở rẫy, có nghĩa là như bố mẹ anh trên rẫy hả? À, còn rẫy. À. Bố mẹ anh ở trên rẫy, à, anh thì anh đi theo xe gỗ, à, nhỏ giờ, xong rồi chặt tay nhỏ giờ, dạ, anh có nhớ bố mẹ mình tên gì không? Ông Che, dạ, ông Che còn sống, ông Che còn sống. Ông cha khi đưa còn sống. Cha anh còn sống ha? Ờ, còn sống. Ờ, cái lúc anh bị lạc là cha anh còn sống. Còn sống. Nhưng mà ở trên rẫy. Trên rẫy trước tiên á. Trên đập. Trên đập hả? Ờ, trên đập. Từ bài bà Miu á. Trên đường Miu lại. Bà Miu bắt cóc á. Bà Miu. Bắt cóc. Bắt cóc? Ờ. Ai bắt? Bà Miu bắt cóc. Bắt cóc anh hả? Bắt cóc ở trên chợ. Bà có cái cốc đầu. À. Bà có cái cốc đầu. Bà có chiếc xe cúp? Cúp, có đâu. Có đâu. À, rồi cái gì bắt cóc á, anh nói là cái gì bắt cóc? Bắt cóc trên chợ. Ôi trời trời trời, bây giờ anh lên tới trời luôn rồi trời. À. Bắt cóc trên trời. Mình gái bắt cóc. Vậy là sao bà ta? Mình bắt cóc trên chợ. Bà mình bắt cóc. Anh có một cái ký ức anh nhớ về cha của ảnh là ở rẫy. Sau đó anh nói là ảnh đi gỗ, bị trật tay. Ừ. Trật tay này, trật này, bị trật tay không? Ờ, anh giơ tay lên em coi thử được không? Trật tay này, bật đây này. Mà vô. Chọc cái vú hả? Ờ, chọc đây nè, bên đây nè. Ờ, chọc cái đây. Ờ, đây nè, bên đây nè. Ừ. Ông chở gỗ tải thì trắng đây nè, chanh chín nó ăn nè. Đừng nói tới tới giờ luôn á. À, có nghĩa là theo như ký ức của cô chia sẻ thì đi theo chiếc xe gỗ xuống đây. Ờ. Rồi cái ông xe gỗ bỏ anh lại hả? Ở trên đi coi cái... Ở trên đi lộn đường, đi lộn đường á. Đi lộn đường? Lộn đường. À. Trên tá, trước tiên trên bò á. Trên kiểu tử bông á. Và tử bông á. À, đi lộn chỗ Tư Bông. Ờ. Đường đó đường tới Tư Bông. Có mã cố. Mã cố. À. Chỗ mã cố. Dạ rồi, biết rồi. Chỗ đó. Mã không à. Ừ. Chút đậu rét. Chỗ chút đậu rét á. Dạ. Giờ đang đậu rét. Đang đậu rét. Rồi. Chút đậu rét. Dạ. Rồi anh bị lạc ở chỗ đó. Ờ, chỗ đó. Cái chỗ đậu rét á. Vậy là anh kêu là ngay chỗ Tư Bông. Ờ. Ngay chỗ đổ rác. Chỗ đó, chỗ đây đó. Xong rồi ảnh bị lạc cái chỗ đó. Ờ, chỗ đó. Giờ anh nhớ vào, trong bơm. Ừ. Anh nhớ vào. Cái lúc anh bị lạc là lúc đó anh mấy tuổi? Ừ, chưa còn, còn em bê TV. Em bê TV á, xấu mèo á. Ủa thằng em nào mà... Em chơi dèo, nó cầm điện thoại. Ừ. Nó ở trên đường tới đường á. Ui dồi. Nhà cửa con trăng tạm sát mẹ á. Dạ. Nó còn ở. Còn nó ở. Biết mình đấy đâu. Dèo là em của anh đó hả? À, em á. Em đi với á.
À, da rồi. Da không? Tóc bạc. Tóc bạc hả? Tóc đen. Tóc đen. À. Dạ. Đen hơn chú vậy? Dạ đen không? Ừ. Đen hơn chú á. Đen hơn em nữa hả? À. Đen hơn chú mắt như chú vậy? Dạ. À, chứ. Đó. À, anh có mấy người em? Phúc Phước còn sống. Phúc Phước? Phúc Phước còn sống. Phúc Phước còn sống, em còn liền. Còn sống, Phúc Phước còn sống. Oh. Em còn Phúc Phước còn sống. Ừ. Em còn biết em chết biết đẻ. Phúc Phước còn sống, em còn biết đẻ. À, có nghĩa là Phúc Phước là còn sống. Còn sống. Phúc Phước còn sống. Ừ. Còn hết. Vậy là anh nhớ được tên của người thân của mình là Phúc Phước. Ba anh tên gì anh nhớ không? Cha con chị đi cơ khổ. Khó hiểu quá. Cha cha anh tên gì? Tên á. Tên của ba anh á. Ừ, tên được chợ gỗ. Tên gì gỗ gỗ ta? Chợ gỗ, dân tộc á. Dân tộc hả? Dân tộc. Chỗ dân tộc á. Chỗ dân tộc. À, cái chỗ mà ba anh ở là cái chỗ dân tộc. Ờ, dân tộc. Chỗ dân tộc ở trên trên đâu á. Chỗ anh chút rồi đó. Bây giờ anh có nhớ đường về không? Em chở anh về. Dạ, vừa về. Mình tới bây giờ được rồi, tôi băng bắt cóc. Bà đó bắt cóc. Bà đó bắt cóc anh? Ờ, bà có, ở tôi băng bắt cóc đây, bà trên chợ. Con nhỏ đi chợ. Con nhỏ nó đi chợ. À, cái lúc mà đi chợ là cái bị cái bà đó bắt cóc. Ờ. Xong rồi anh trốn đây hay sao? Ở đó luôn, ở nhà Nam Tưởng á. À, rồi anh ở đó luôn. Ờ, ở đó. Vậy tóm lại là anh đi chợ, anh xong bị người ta bắt cóc. Ờ. Rồi anh lạc luôn ha. Ờ, thì chỗ đi băng. Ngay cho tu bông. Rồi tu bông. Bà đó bắt cóc không cho đi. Không cho đi luôn hả? Không cho đi. Tu bông không cho đi. Trời ơi. Bà đó không cho đi. Bà có đánh anh không? Không. Trời ơi. Không. Bà tu bông ở đây. Rồi bà bắt anh về làm cái gì? Ở đây không cho đi đạt, không cho đi. Không cho đi. À, có nghĩa là giữ lại. Ờ, giữ không cho đi. Không cho anh đi. Ờ. Bà đó tu bông chở đổ đất á. Ờ. Chỗ đổ đất á. Cái chỗ đổ đất mà anh nói chắc bây giờ nó xây mấy căn biệt thự rồi á. Biệt thự á. Mấy chục năm rồi mà. Ở đó. À, hồi xưa anh ở đó ha. Ở đó. Bây giờ nếu mà em chở anh về thì anh có nhớ đường để về nhà không? Chưa được. Đi đạt. À, có nghĩa là nó là lạc đường. Sao nhớ được ta? Ờ, nhớ được. Bây giờ chỉ có hy vọng rằng là bà con với lại là anh em của ảnh nhìn ảnh thì nhận dạng khuôn mặt rồi mà nhận anh em thôi, chứ bây giờ bảo mà ảnh đưa về nhà thì không biết đưa như thế nào luôn á. Đi lạc mà có à? Đi lạc như tôi bông cháu đi. Tôi bông cha đi. Dạ. Tôi bông cha đi. Ừ. Chỗ đất á, chút rồi rét. Chỗ nó có thọ đầu, nó cho chút rồi mẹ. Ừ. Chút. Nó điện chờ. Chút rồi rét nên điện chờ. Điện lên trời luôn hả? Ờ, điện không? Điện rồi có ai nghe không anh? Không, có người điện chờ. Ừ. Có ai nghe máy không? Không, không có ai nghe hết. Trời ơi, điện lên trời không ai nghe hả? Không ai nghe. Khổ dữ ta. Nó có điện thoại một cô chú này. Có điện thoại. À, hồi giờ anh có được nhìn thấy khuôn mặt của anh chưa? Lên đầu, lên mèo. Lên mạng luôn hả? Ờ, lên đầu. Ai lên? Ừ, Nhung. À. Lên mạng con em. Nhung năm sửa á. Lên mạng em. Vào. À, lên mạng anh. Ờ. Để người nhà tìm ra đúng không? Biết. Nhưng mà cuối cùng chưa tìm ra. Chưa biết, biết. Trời ơi. Anh dân em lên đẹp. Anh nhớ giờ. Đây, em có điện thoại đóng á. Em chụp hình anh cho anh ngắm lại cái dung nhan của anh nha. Chắc lâu rồi anh chưa được nhìn khuôn mặt của anh đâu. Rồi, anh cười lên anh chụp cho nè. 1, 2, 3. Cười lên. Nè, cho anh em coi là cái dung nhan của anh nè. Đó. Giống á. Giống anh không? Giống. Thôi chết rồi anh em. Anh em. Anh nhìn thấy giống anh không? Giống. Giống hả? Giống. Ui thôi chết rồi, thôi này là anh hay em? Em. Cái này là em hả? Em. Còn anh là anh? Anh. Ôi trời. Em á. À, cái này thằng em hả? À, em á. Em đó đi về đâu? Về rồi hả? Ờ. Sao giống anh dữ ta? Cái này giống em. Em đi đẹp đâu? Mình à. Con em á. À. Nhung có bạn đâu với anh em. Em đi đẹp. À vậy hả? Nhớ có thằng giống anh nè. Nhớ vô đó. Giống anh. Không? Giống không? Giống. Giống không? Giống. À. À, vậy đó. Em. Đây là anh em ha? Anh em. À. Em khác. Em dứt tóc vào, dứt đi không? À. Đi một chút vậy. Giống một chút là chụp là anh em à. À vậy hả? Ờ, à, giống em. Nhưng mà nên mèo, tóc đi mà nhiều tóc. Ờ. À. Thì hớt đầu. À, hồi trước là tóc nhiều ha? Ờ, à, hớt nhiều, hớt đâu. Dạ. Thì hớt đầu. Anh biết hớt. Dạ. Biết hớt đầu. Anh có nhớ cha mình không? Còn sống. Anh có nhớ không? Còn, ở ra đi, ông ra đi. Nhớ đi đâu cha đi. Ừ. Ờ. Nhớ không ra đi.
Vậy hả? Anh có muốn gặp cha mình không? Đi nè, đi nắm cha đi. Ý là anh có muốn gặp không? Không gặp. Đi ra đó bắt cóc, bây giờ mới ra đi. Cứ bà đó nắm cha đi. Bây giờ mình lớn rồi sợ gì? Sợ nó ra đi. Bà đó cha đi. Bây giờ trên có người chết cha đi. Người chết không cha đi không hả? Không ra đi. Bị dịch không cha đi. Bị dịch hả? Dịch. Dịch hả? Dịch miệng á, không cha đi. Bữa nay dịch mà cha đi được. Hết dịch rồi. Hết rồi, vậy nên báo dịch nữa. Hết rồi. Hết rồi, vậy nên báo. Tại bệnh miệng. Vậy xíu nữa em chở anh đi gặp cha anh nha. Bữa nào về? Không, lát đi luôn. Ở trên tế. Thì lát nữa em chở anh đi gặp cha anh. Đi không? Để đâu? Trên đó đó, chỗ anh tế. Trên nào? Trên núi á. Trên đây nè. Trên núi á. Cái chỗ làng anh nói đó là dân tộc á. Dân tộc của ông cày. Cần cày. Cái gì cày? Giờ ba bố ông cày. Chết đâu? Ủa? Ông ba bố chết đâu? Ông ba bố chết đâu? Ông ba bố ông cha đi. Ba bố chết đâu? Ông bố chết đâu? Chắc anh nói là cái nhà mà anh làm phụ việc cho cái nhà đó đó, là cái nhà đó họ chết rồi. Chết đâu? Ba bố chết đâu? Nhưng mà không cho anh đi nữa hả? Không cho đi. Là cái hồn của họ không cho anh đi hả? Không cho đi. Có nghĩa là chết. Ông ba bố chết đặt đầu. Chết. Chặt đầu bóng bao. Ghê vậy? Gớm. Ông dân vợ chớ châu. Ông vợ. Vợ trong châu. Vậy hả? Tại ông vợ trong bãi nên báo. Không cho đi. Không cho đi. Ông vợ trong bãi á. Vợ mèo á. Dạ. Không cho đi. Nhưng mà bây giờ em cho anh đi là anh đi không? Không. Tại không cho đi được. Tại anh báo không cho đi được. Dạ. Giờ sao ta? Tại không cho đi. Ba bốn không cho đi. Bây giờ em cho anh đi nè, đi không? Không được. Tại không cho đi được, ba bốn không cho đi được. Có nghĩa là anh nói là cái người mà hồi trước anh làm ở đó là chết rồi á. Là họ, tuy là họ chết rồi nhưng mà không cho anh đi khỏi cái nhà đó. Nhà ba bốn không cho đi. Ba bốn hả? Vậy là anh nói đúng rồi, anh nói là ba bốn không cho đi. Ba bố, ông ba bố. Dạ. Ông á, đầu bự. Đầu bự. Đầu bự hả? Mở trong bao á, chặt đầu bỏ trong bao. Nói ghê thế à? Ở chỗ mắt kính gọn á. Mà ông năm nhìn vô là dục nó đau biết. Năm sửa dục đau á. Mắt kính gọn này. Chỗ này mắt kiến á. Thì bây giờ anh nói được cái gì anh nói và mình nghe được cái gì á. Có những cái chi tiết đôi khi nó rất là có giá trị. Biết đâu người thân của anh sẽ tìm được ảnh. Hồi nhỏ là anh đi rừng hả? Anh sẽ đi rừng không? Không, đi chợ không có làm gì á. Trồng mía, bắp bao, trồng tè, chứ tuyết tiên á. Cái gì? Tiên. Cái gì tiên tiên cái nè? Tuyết tiên hoài, tuyết bông á. Tuyết bông á. Vậy là anh nói là có trồng bắp với trồng mía gì á? Trồng bắp, mía. Bắp mía. Bắp với mía hả? Mía đường á. Mía đường nữa. Mía đường giờ nó còn chặt mía cháy không? Mía cháy rồi hả? Hồi đó là anh đi chặt đi trồng mía với ai? Không có trồng chế mía, ta trồng, người ta trồng mía. Anh đi chặt. Người ta trồng mía. Mía nhỏ. Mía ít á. Mía nấu kiểu ké. Gì hả? Ở đó. Cái lúc mà anh đi lạc là má anh còn sống không? Còn, cũng còn, còn sống. Còn đó. Còn má rồi còn ba luôn ha? Còn hết á. Vậy là bây giờ bà bốn bà không cho anh đi? Không cho nữa. Bà bốn không cho đi. Một xíu nữa em lên em nói chuyện với bà bốn cho anh đi nghe. Một xíu nữa em lên em nói chuyện với bà bốn cho anh đi. Bà bố xấu mèo rồi. Không cho đi rồi. Thì ý là em lên em nói với bà là cho anh đi. Chứ giữ anh lại làm gì? Anh giữ anh lại, anh nằm ở vỉa hè nhà bà anh ngủ mà bây giờ bà chết rồi mà anh nằm ở đó làm chi? Mát, mát mát. Mát hả? Chứ bà nói làm sao mà bà không cho anh đi? Không cho đi. Ông bố ông cha đi. Ông nói sao? Ông nói sao? Ông chết đâu. Nhưng mà ông nói với anh như thế nào? Ông cha đi. Ông nói với anh là ông không cho anh đi. Cái người đã mất rồi mà bây giờ còn kéo người sống lại làm gì ta? Đôi khi như ảnh nè, cho nên là ảnh mới có cái cảm quan của những cái linh ứng của những người mất. Chứ còn người bình thường mình không bao giờ mình có những cái linh cảm đó, thì ảnh thì chắc chắn là người ta sẽ cho anh thấy và nói những cái điều mà mình không biết được. Hồi bà bốn có hay về gặp anh không? Bà chết, bà về chết đâu. Nhưng mà có hay về gặp anh không? Không, bà về chết đâu. Chết rồi hả? Chết đâu. Bà Hành á, bà chết đâu. Ủa tên Hành hả? Bà xấu mèo ấy. Chết đâu. Ủa tên Hành nhớ hả? Chết mặn á. Chết đâu. Chết rồi hả?
Nhưng mà bây giờ bà chết rồi, bây giờ anh ở đó anh chị? Ở đâm chữa nhà Trần Năm, Năm Bán Phở. À, giữ nhà hả? Ờ, giữ nhà tên nó bán đồ á. Ờ. Chân tay á. Ý là anh sợ người ta mất đồ, anh giữ nhà giùm luôn ha. Ờ. Mất đồ như gì á. Rồi người ta có cho anh ăn cơm không? Có người ta cho, nhận Năm, cho ăn bữa à. Ừ. Nhận Nhung á, ăn bữa à. Cho ăn một bữa thôi ha. Cho ăn bữa à, cái nào ăn bữa. Rồi còn mấy bữa còn lại là ai cho anh ăn? Người ta cho ăn. Người ta cho ăn ha. Anh đi ngoài đường rồi người ta cho đồ. Cho ta ăn hết. Cho nào ăn hết. Ở Nhận Năm á. Dạ. Ở Nhận Nhung á. Anh có muốn về nhà của mình không? Bữa giờ về trong cho đi, tôi bông cho đi. Lại không cho đi nữa thôi. Tôi bông không cho đi. Chỉ chỗ đất á, không cho đi. Anh nói là ít bữa nữa về. À, về không được. Nhưng mà bây giờ thì không được đi. Không được đi. Đi rạc không cho đi. Em đi rạc. Em á, tóc bẹt, đúc đen á, đi rạc. À, có nghĩa là anh có một người em lạc nữa. Ờ, lạc nữa. Hai anh em đi lạc luôn hả? Có mình có ở trong bông à. Trần là ở trong bông Sáu Mèo. Sáu Mèo á. Không, cái đây là một cái địa danh mà mình không biết. Trảng bơm anh? Ờ, ông bơm chụp hình như mấy nè. Ủa là sao ta được? Như bơm chụp hình này đây. Máy chụp hình á. À, cái máy chụp hình. Ờ, có. Mà bán đâu? Ai bán? Ừ, bán đâu rồi? Anh có hả? Có, mà em có. À. Em có bơm. Em có chụp bơm không? À. Cái máy bơm này, cái máy này nè. À, cái máy này anh. Cái máy quay phim anh kêu là máy bơm. Như máy bơm á. Ờ, cái này máy bơm ha. Ờ, máy bơm. Máy bơm này là để chụp cái hình. Chụp hình á. Xong rồi đưa lên mạng. Lên mạng. Dạ. Nó bán rồi. Bán rồi hả? Bán rồi, mấy bự. Mấy bự nữa hả? Ờ. Tại nó bán rồi. Dạ. Bán ba cây mấy. Chợ ông Đen cũng bán rồi. Ông Đen á. Bán ba cây mấy luôn hả? Ba cây à. Bán chồng bên Mỹ á. Ui trời ơi. Ba cây. Bên Mỹ mà. Ờ, ba cây. Vậy đâu á, bán rồi. Bán là chết chưa. Mấy nhân bơm này chụp nãy. Ờ, cái máy này máy bơm rồi nha. Máy này máy bơm. Bơm chụp hình. Chụp hình bán rồi. Bán nào chỉ mấy à? Bán nào chẳng chăm đa bán đâu mấy như mấy chân chú ra chụp này bán bờ mấy có mấy trăm mấy. Hồi đó là anh đi theo xe gỗ là anh để làm gì? Ở nhà trên đó. Ở đâu? Ở đó luôn á. Ở nhà Thấu á. Ở Sáu Mèo á. Ý là lúc mà anh ngồi trên xe gỗ á. Ờ, ở đó. Giờ ở đâu? Ở đi đâu? Không đi kia gỗ mà đi em đi rạc. Em đúc đen đi rạc đi bộ. Hồi ai dắt anh đi mà anh bị lạc? Nhỏ giờ, nhỏ trong bơm Sáu Mèo á. Sáu Mèo bơm á, bán rồi. Nó có ba cây bơm này nè, như mấy này nè. Bán rồi. Anh chỉ nhớ là anh đi lạc thôi mà chắc là đi lạc cũng khá là lâu rồi á. À, lâu. Cho em mượn cái này xíu nha. Hả? Anh ngồi đó anh nghỉ mệt đi, để em hỏi cô một xíu. Ủa là cô hiện tại năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 60 mấy tuổi nào? 66 tuổi rồi. 66? Ừ. Không, cô biết nói là cô 20 tuổi hay mấy tuổi. Cái lúc cô hai mấy tuổi là anh bao nhiêu tuổi cô? Không, đó nó tới đây nó còn nhỏ xíu vậy à. Đó đi nó còn nhả gì nè, xong nó đi hút tráo cho bà bốn hành á. Rồi nó đi xi bột, rồi nó phơ bánh tráng. Ừ, rồi nó ở đá miết tới giờ luôn, rồi bè đã bắt chết quen đào rào. Bây giờ bà bé cái nhà đá rào. Rồi giờ nó cũng ở đá là nó nhà đá, nó ở đá nước miết tới giờ luôn. À, ừ. Cái ký ức của anh. Ừ, rồi xong nó kêu quần quần thì trắng thì không không đi đâu xe, không đi đi ra chợ, ra đồ ở đây không mà quần quần ở đây không mà. Ai cho ăn gì ăn nấy, cha ăn gì ăn nấy mà cha 20 năm lấy cho 5.000. Nãy giờ cô phỉnh gần chết luôn. Cha uống nước rồi cha 5.000 là 15.000 á, chứ còn 20.000 không lấy. Ủa? Cho 20.000 không lấy hả? Ừ. Sao kỳ vậy? Nó nói nó biết tiền. Ờ. Biết tiền nó mới ai trả. Vậy ha. Ừ. Vậy là lúc nhỏ xíu vậy là đã lạc ở đây rồi. Ờ, lạc ở đây rồi. Đây rồi xong bè đó dẫn thì bà nuôi á. Dạ. Bà nuôi rồi bà cho ăn cho uống luôn rồi ở đó cánh trấu cái đồ cho bẻ sau này bé. Bé khổ rồi bé nhà bén đồ hết rồi bé chết luôn á. Rồi nó cũng ở trong đá nó giữ nhà luôn á. Trời ơi. Ừ. Nằm ở đó luôn hả cô? Nằm trong đá luôn á. Thế con mà vô đó đi giờ dở ông dở giờ ông chẳng nó đi này nọ là cái bè trước nó là bén cung ở trước chỗ nó nằm á.
Này dơ giấy vậy chớ vậy, bà cha nó học cuộc làm đầu để con tem tem vậy á. Vậy hả? Ừ. Trời, tội nghiệp ha. Ừ, dù không cô nói cỡ nó chứ giờ con nó giúp giờ mà giúp cho nó gạch tre gạch bị nó anh em nó giờ cho nó đau nó đánh đảo gì mà không đâu. Không, ảnh cũng hiền. Hiền nhá, đâu có cô thấy con lên vi phim lên nhiều người khùng điên hơn nó nữa chứ. Dạ. Còn đây nó đau cái gì đâu, nó cũng thất lạc rồi đó, cái gì biết rồi chứ. Dạ, tại vì ảnh bị lạc cho nên ảnh ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhiều cho nên là cái tâm lý của ảnh nó cũng chưa được giống như người bình thường. Đúng rồi, do nhã giờ nó không có gần gũi cái lèm của nó, cái nước nấu cơm cho heo ăn, mẹ hỏng nó heo nhiều lắm. Dạ. Để là... chén bánh chén phở con ạ, nó cơm nước đỏ cho heo ăn, làm dùng heo trong đồ. Ảnh giống như là con nuôi của gia đình luôn á, nhưng mà phụ làm việc trong nhà. Như con nuôi á, nuôi hầu kia là xưa nhiều nhà giàu nó sướng vào nhà bà đi, bà canh danh, bà chén bánh phở, heo cho đồ ăn. Nó làm hết, nó nấu cháo heo cho đồ làm hết. Từ hầu cô đó cô làm gạo mà, cô làm bằng xéo á. Rồi cô bán gạo cho bà đây, bà chén bánh phở nè, rồi cô biết. Dạ. Rồi nó hút trấu là trên mấy gạo với cô làm gạo là nó hút trấu ra cô cũng biết. Anh sống ở đây có mất lòng ai không cô? Không, không ai quýnh ai đạp nó tạo á, không ai cái quýnh nó hết đi. Bè con cũng cho ăn, bè con ở đây cũng cho ăn đồ, cũng đói cho ăn, cái gì cho ăn ở nấy à. Cái miếng bánh cho miếng bánh, cho miếng kẹo cho miếng kẹo à. Chứ cô không có thuốc, không có xin thả được của ai tới. Hỏi ăn chưa ăn rau, còn chưa ăn là ăn, chứ không có nhiều. Không có đòi hỏi đồ như mấy thằng người kia. Vậy là anh không có hút thuốc uống rượu vậy hả cô? Không, có gì hết đấy, tạo á, giờ mà hỏi coi. Dạ. Hồi nãy giờ tôi phỉnh tôi quén rồi, cha uống ly nước. Rồi cha 5 ngàn, 20 ngàn, rồi tao cầm 50 ngàn, 20 ngàn, tao đảo miết à, tao đảo cho tụi mày tới mà, không thấy tụi mày tới. Cái tụi cầm 20 ngàn á, cái đảo, chả đà kêu chủ quén đảo miết. Mà nó biết quén này, nó quén này, nó cũng biết. Mà nó không có rành được. Dạ. Thì thôi để con hỏi thăm ảnh xíu nữa thử xem thử có thêm một cái manh mối nho nhỏ nào để kiếm được bố mẹ của ảnh hay không nữa. Anh không có biết xài tiền hả anh? Tại tiền hay mất. À hay mất tiền hả? À mất rồi. Chắc bây giờ anh cũng không biết mệnh giá tiền như thế nào nữa chứ. Tiền 20 mà. Tại 20 mà. Đây mà mình thử ảnh thử. Chắc ảnh không có tiếp xúc nhiều với bên ngoài vì thế mà. Mình thử rồi nha, mình test rồi. Cái tờ này bao nhiêu anh biết không? 500 ngàn. Trời ơi, biết mà. Hả? Anh biết mà cô. 500 ngàn hả anh á? 500 ngàn. Thấy không? Trời ơi. Anh biết mà. Để cho 20 ngàn đó, chịu lấy nó nói tiền. 20 nó phải đủ. Tờ này bao nhiêu? 50. Thấy chưa? Anh còn ra cho cô nữa. Rồi tiếp nha. Hay chứ trời. Tờ này nhiêu anh? 500 mấy. Đâu? Tờ này nè. 500 mấy á. À, rồi thôi xong rồi. À tờ này là nó 500 mấy hả? 500 mấy. Là 500 mấy? 500 mấy điện thoại á. 500 mấy mua điện thoại luôn. Tờ mua điện thoại á. Dạ, còn tờ này bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Đâu, hay như ta. Vậy là anh cũng biết được nhiều tờ. Tờ này bao nhiêu? 1 ngàn. Đó thấy không? Anh biết hết mà. Tờ này? 100 mấy. Rồi lại 100 mấy nữa hả? Đây nè. 100 mấy á. 100 mấy ha. Vậy là anh cũng biết nhưng mà có đôi lúc ảnh không có rành thôi. Nhiều khi anh đi mua đồ mà anh đưa 200 người ta khỏi thối anh cũng tưởng thiệt luôn, anh bò luôn. Xíu nữa em tặng cho anh ít tiền nha. Dạ. Thôi bây giờ anh cầm trước cái này đi. Dạ. Anh cầm trước nhiêu đó đi. Dạ. Cái này bao nhiêu đây anh? 500 mấy. Dạ đúng rồi. Bự. Trời tôi bự lắm. Bự á. Mà em mất. Nhưng mà bây giờ anh cầm tiền thì anh sẽ dùng tiền vào cái việc gì? Mình giữ cái gì mua cái gì mua nấy à? Thường thì anh sẽ thích mua cái gì? Mua tay, mua ăn bữa ăn bữa à? Mua ăn bữa ăn bữa à? À. Tại tiền nó thay mất hết đây này mất. Tại nhiều người ta cho tiền đóng tiền nào thay hết. Dạ. Dạ tiền con bỏ trong bị. Thay hết. Anh uống bia không? Bia giờ bỏ. Bia ông cha uống. Bia mà uống. Anh có uống rượu không? Bỏ rượu. Mình kêu uống rượu. Không có uống rượu. Ồ, ai không? Ly. Gì hả? Đây còn uống rượu. Ly á. À. Bây giờ quay với nhận ly chống nhận ly á. Dạ. Tại nhận ly chống uống rượu. Dạ. Để uống rượu biết à. Anh có uống thuốc không? Bỏ. Thuốc không thầy. Tại bỏ không hút. Bỏ luôn rồi. Dạ, vợ chở chơi nào cho hút mà không biết.
Rồi cho về luôn, không cho về. Ông trời không cho. À, ông cho, ông quẹo ông cho đi, nhưng mới về đề. Dạ. Nhà ta làm giấy cho về, nên ta mới cho về được. Ừ. Đã còn chết ở đâu? Ông bà bố chết. Tại giờ, giờ ông kia, ông Năm á, Năm Gò á, ông vô nhà mà xấu á, nhà cái mặn á, vinh cho dục bên xa đất, ở xa đất, bà bố chặt đầu, mắt bự, mà mũi như mình á, là tóc như tai như mình á, chặt bức bỏ một bao, vinh về, bỏ nhận Năm, mà nhà cái cây mặn, mặn mà sâu quá, người ta hái, người ta chỉ vừa chặt, bỏ luôn. Cây mặn đó là cổ ông bà Hành đó, bà Hoại chết đó, bà chặt bén, bén luôn. Cây mặn đó là cổ bà Sáu Mèo, bà trên tinh tế, chỗ trồng lúa xe chi bộ á, chỗ đó, đó. Nhà đó của ông Hai, ông Bảy á, Bảy nấu đường kéo á, Bảy đường bảy nó gần két á, nhà Năm á, bén ba bén luôn, bén rồi bén hết luôn, kinh đau ông đeo bén luôn, ông đeo ba cây bén luôn. Trên người anh có cái vết sẹo nào không? Không, có vừa có vết sẹo, chốc rồi à, vết sẹo nó trước đầu. Anh có cái nốt ruồi ngay chỗ này nè. Anh nhỏ bị đồ nhỏ giờ. Cái nốt ruồi là hồi nhỏ giờ luôn á. Nhỏ giờ trong bơm số mèo, trong bơm số mèo hai học á. Tụi có ba học mà, hai học, tụi bán rồi, bán chào xấu, bán ba cây, bán ba cây, ba cây mấy, nhưng đem bán lại, bán chào kia ba cây, bán chào mười lô, ba cây mấy, bán chào đi bán rồi giờ làm được, bán rồi cho thằng tay rồi bù cho thằng lập mua đó, lập mua đất 19 đô đất, 19 cái chỗ đồ con to rồi hết á, chỗ đó. Giờ nó ở nhà chân cỏ. Nhà nó có cây chuối, có mẻ, có mẻ đâu. Có mẻ nữa không? Mẻ nó chết chỗ đó, cái chỗ chân cỏ, rồi đó. Nói thật thì ảnh tâm sự với mình là mình không biết là ảnh đang nói về cái gì á, nhưng mà đang hy vọng là có một xíu manh mối nhỏ nhỏ anh tiết lộ về cái gia đình của anh hồi xưa mà anh bị lạc quá, nhỏ quá anh không nhớ được cái gì. À cỡ như con bé kia ha. Cái thời đó mà lạc thì đâu có internet mà mạnh như bây giờ để mà tìm người thân đâu. Hồi nãy anh kêu là túi thìn thì năm nay là bao nhiêu tuổi cô ha? Ông đó thìn lớn, thìn nhỏ biết rồi ông. Chắc thìn lớn á chứ. Thìn nhỏ thì mới có 88 à. Thìn lớn á, cô nghĩ chắc thìn lớn rồi. Thìn lớn là như bảy mấy ha. Chứ như ảnh là sao mà tám mấy được. Ảnh phải sinh năm bảy mấy chứ. Nó là nhà nó biết tuổi nó con ngân. Nên sao anh kêu là tuổi rồng? Rồng. Rồng lớn. Rồng lớn phải không? Rồng lớn. Anh nói đúng rồi chứ, chắc là rồng lớn á, là tuổi thìn đó. Em của anh hồi nãy anh nói tên gì? Hai người em á? Có một đứa à? Ủa? Phước Phước còn sống. Phước Phước còn sống, em thành đá. Phước Phước còn sống. Có một người em thành đá là sao ta? Phước Phước còn sống, em còn đen đá. Đó, anh còn sống. Phước Phước là còn sống. Sống. Rồi, có một xíu mình mối nhỏ nhỏ là em ảnh tên là Phước Phước. Và ở đâu thì bây giờ là chịu rồi. Anh đi lạc thì bây giờ cũng chịu, anh nói là anh lạc ở Tu Bông. Anh lạc ở ngay chỗ Tu Bông phải không? Là nhỏ giờ. Chứ không phải là ở thị trấn. Không, ở trấn. Lạc ngay Tu Bông, anh đi bộ vô đây hả? Đi đoàn hát đó, về nhỏ giờ. Đoàn hát nữa hả? Cái lương nhỏ giờ. Ủa, từ từ, thêm một mình mối nhỏ là cái đoàn hát cái lương nào đây? Nhỏ giờ. Lương là hầu đá là nó còn hát mà ông ở đây ông mở cái lương rồi nhạc cỏ bằng nhạc á. Hồi đó anh đi theo đoàn hát hả? Bằng giờ hết anh đi không có đi nữa, vậy còn còn nó lập hát một chút hát, lập chút hát, lập chút hát. Dạ, lập với là chút hát. Anh đi theo làm gì? Làm đi chung ở nhà xấu á, cái mèo á. Có nghĩa là anh ở đây nhưng mà cái đoàn cái lương tới là anh đi theo anh coi á, ví dụ thế đó ha.
Chà, giờ họ ảnh căng dữ ta. Ông làm giàu, ông làm giàu ở đây nè, mở đồn hát văn nghệ như mình làng được sống rồi vô rồi phấn mới gì hả con hả? Dạ. Rồi ai tự tham gia vô hát rồi hát đó. Hầu đó là vậy á. Nó nói đúng á chứ hầu xưa là hầu nó lỡ cỡ cô là hai mươi mấy tuổi. Ủa anh có mua vé số nữa hả? Số ông mua. Đó, không túi kìa. Vé số người ta mua và trúng. Trúng trúng chưa? Trúng rồi, lập trúng, chúc trúng. À. Lập trúng. Vậy hả? Lập bằng chúc trúng. Trúng bao nhiêu tiền? Ừ, ta trúng là giờ đầu, bên Mỹ nói. Bên Mỹ nói hả? À. Là trúng được bao nhiêu? Có một tờ trúng à. Dạ, là bao nhiêu tiền? Không biết, người ta không có trúng. Ủa? Trúng đâu một phở đâu. À, trúng đêm uống cà phê hết rồi à? Tao uống ý kêu phở đâu. Nhưng mà anh có biết là chiều nên nó sẽ ra cái số gì không? 57. 57 nha mọi người. Nhớ số 57 nha. Ai mà trúng 57 là phải tới đây giúp anh á. 57 chú, tao biết. Tao bên đó nói, bên Mỹ anh nói. À, chứ là chiều nên là 57 đúng không? Ờ, chiều 57. Ừ. Bây giờ anh biết mấy giờ không? Giờ tối rồi, trưa, giờ chiều. Bây giờ anh nhìn thấy mấy giờ? 3 giờ, rồi mấy. Đồng hồ nữa, tao mấy. Mấy giờ? 4 phút. Bốn à, 4 phút. Đồng hồ 4 phút. Mấy giờ? 4 phút. 4 phút. 7 giờ 4 phút. 7 giờ 4 phút. 7 giờ 4 phút. 7 giờ 4 phút. Mấy số? À. Rồi xong rồi. Có số 57 không? Có không được gì chứ? 57 hả? Ừ. 57. 57 phải không anh? Ờ, 57. 57. Trúng số là đi làm từ thiện luôn chứ không giỡn đâu. Chắc là người ta trúng mình nó mới trúng. À. Mình giải chúng à. Bây giờ mà chúng một tờ chúng có không? Đâu gì bắt hồn nào. Cho em con số 57 rồi. Mấy con? Lấy 2 con thôi, 1 cặp thôi. Đó, đây là anh cho số ngang. Ừ. Mình không có anh chơi mà nó mới chơi. Nó bị con tờ tạo. Anh không chơi nhưng mà anh cho số. Ừ. Để chào nhằm nhằm, nó tống lên xuyên ra đây, nó chạy bệnh. Dạ. Ủa sao lâu vậy chị? Tụi em kiếm cặp cho anh cho Lý sao? Bữa nay còn nhiều nữa con. Vậy bữa nay số nhiêu mà gì? Rồi. Số đẹp không? Trời thôi xong luôn. Có tờ chút mà. Bán số có tâm thiệt luôn á. Đọc số cho mọi người nghe luôn nè. 1, 5, 5, 5, 5, 7. Sao đưa nó 2 tờ vậy? 1, 5, 5, 5, 5, 7. Có tờ trống à? Cái số này là gần với, giống với số điện thoại của mình này, nhưng mà nó khác cái số 57. Ê, cô đi đâu vậy cô? Cô đi đâu đó? Đi đâu đó? Ủa cô đi đâu vậy? À, cô bị vấn đề về tâm thần cô. À, nãy con thấy nãy có một bé gái rồi ngồi nãy giờ ngồi kia. Có việc gì không bà? Bé cũng đi lang thang kiếm ăn đó. Ui trời đất. Kiếm ăn. Bà qua đây con hỏi thăm bà nè, qua đây. Tới cô chú nó hỏi thăm nè. Nãy bây giờ mình thấy bà đứng sau lưng máy quay nãy giờ sèn sèn mấy lần á. Bé có đi ở ngoài đường cũng tới chỗ cô đó nằm á. Ôi trời đất ơi. Bữa nay cô cũng tra 10.000, 20.000. Bà qua đây con hỏi thăm bà nè. Qua đây nè chị. Ủa em gỡ 10.000 nè. Bữa nay cũng gỡ ra đây. Nè tới đi ăn. Bà con hỏi thăm bà xíu. Chứ đây ngồi đây. Bà qua đây bà ngồi xuống đấy. Trời ơi, nãy giờ con thấy bà đứng ở sau cái kia máy quay đó làm gì? Hỏi gì vậy? Dạ. Hỏi gì? Thì con hỏi thăm thế là bà ở đâu? Ở Đài Lãnh á. Đài Lãnh hả? Dạ. Rồi bà đi bộ lang thang ở đây để làm cái đi, gì? Dạ, đi kiếm về ông nhà bị tai biến, con cái gì đi kiếm về thuốc men cho ổng. À, là mình đi xin tiền cho dạ. Lo cho chồng. Dạ. Rồi con của bác đâu? Dạ không có con, tại vì gái nghĩ ổng á, gái nghĩ ổng sau này à, ghé nghĩa. Ghé nghĩa có nghĩa là mình đến muộn á bác ha. Trời. Rồi chồng của bác bị tai biến lâu chưa? Năm ngoái. Bị năm ngoái. Mình đi là mình vác cả cái ba lô gì, là mình vác cái gì trong này? Dạ quần áo đã thay đỡ. Mình ăn mình ngủ ở trong này luôn hả? Dạ, khoảng chừng 2 bữa, 3 bữa gì. Rồi buổi tối bác ngủ ở đâu? Dạ, buổi tối ngủ tùm lum, cái chỗ nào có đông đông người ngủ. Ôi trời đất. Mình ngủ ở lề đường luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Chưa lại tới cái cô á, chưa tới chỗ con đậu xe hồi nãy á. Nên cho nó mát. Nằm mát. Cô cũng gửi cho chỉ 5.000 vậy chứ.
nhiều. Dạ. Thôi con tặng cho bác ít tiền nha. Cảm ơn cậu. Dạ, bác cầm ít tiền bác dạ. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều. Dạ dạ, con chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Thôi bây giờ mình không biết là mình sẽ hỏi ảnh về cái gì nữa, bởi vì ảnh nói nó không có khớp với lại cái câu hỏi của mình á, vì vậy mình cũng không có biết là sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc nó như thế nào nữa. Mình chỉ hỏi ảnh sơ sơ rồi hy vọng rằng cái hình ảnh của ảnh á sẽ được lan truyền trên mạng để người thân của ảnh có thể nhận dạng được. Biết đâu đó hiện tại là anh em của ảnh cũng đang cố gắng tìm kiếm ảnh. À nãy anh kêu anh tên gì ta mình lại quên nữa rồi. Anh tên gì? Dũng khác, Dũng Bơm. Dạ Dũng Bơm, còn Dũng em cũng khác nữa. À anh là Dũng Ống Bơm. Ống Bơm. À có bơm xe không? Ống Bơm chụp hình thì có. Bơm chụp hình mấy đó. Không bơm xe đâu. Bơm xe nào nhà không đi rồi. Anh là Dũng Bơm. À Bơm chụp hình á. Giờ trong Bơm hình bé rồi. Dũng Bơm chụp hình. À. Thì mấy đó không có bé rồi. Bé 3 cây à. Bé 3 cây tính nào đó anh giàu rồi ha. Có cái máy bơm máy ảnh chụp hình bán 3 cây vàng. À. Rồi cái mà bé rồi, ấy bé rồi. Rồi cái tiền của anh tiền bán mấy ảnh đâu? Mấy ảnh để nhà chụp vào. Mấy cái tiền nhiều. Chụp mấy chụp vào. Dạ có 200.000 cô à. 100.000 à. Thôi thì chắc có lẽ mình cũng nên dừng ở đây thôi, bởi vì là mình có hỏi thêm ảnh nữa thì cái câu chuyện nó cũng quằn quằn có nhiêu đó à. Thì cái mục đích mình đến thăm ảnh này là để mà hy vọng rằng người thân của ảnh sẽ đang ở đâu đó. Có thể là đôi khi á ảnh đi lạc như vậy nè, nhưng mà có thể là người thân của ảnh chỉ cách khoảng 10 cây số thôi. Đó là mình cũng nghĩ là như vậy. Thì hy vọng rằng là sẽ có người thân nhìn thấy anh. Sẽ đến đưa anh về. À. Anh có muốn em giúp cái gì không? À, không có đi được, không chơi đi chơi bông. Không cho đi được. Không, em hỏi anh là anh có muốn em giúp cái gì cho anh không? Đâu được không bữa à? Áo quần cũng còn nhẹ. Áo quần nó giặt đồ mà không hết. Đồ nhiều quá ha. Bận quá không hết. Quần tay đồ giờ bận quá giặt bỏ để nhẹ. Nhà tiền đó lấy đồ có nhẹ. Dạ. Đồ giặt đồ còn nhẹ. Tại giặt không quen á. Dạ. Chút giặt rồi. Chút kiên tẹt á. Dạ. Nó chùm này. Dạ. Nó chùm. Ở đó. Thôi bây giờ thế này nè anh. Bây giờ em tạm biệt anh nha. Dạ. Chúc anh sức khỏe nha. Ừ, khỏe. Anh biết em bao nhiêu tuổi không? Ông ca nhạc. Ca nhạc hả? Ừ, ông ca nhạc. Ý anh nói em là ca sĩ đúng không? Giờ thấy á. Dạ hả? Anh biết hát không? Không biết hát rồi, chúc hát. Anh có hát được không? Hát không được mà hát không được. Điện tử không được. Hả? Chúc hát được. Anh không hát được hả? Hát được mà răng đụng hát không được. Răng đụng rồi hát không được. Không được. Tại hát bằng máy đĩa hát. Cái máy đĩa để nhẹ hát không được. Đầu máy nó bán rồi. Dạ. Đầu máy nó hư rồi, nó bán. Rồi chú để nhận năm mình bán vậy nè. Dạ. Đầu đĩa nó vô bốn á. Bán hết rồi hả? Bán rồi. Cái đầu mà hư á, mình chứa bán luôn. Vậy bây đầu máy nó chứa rồi. Dạ. Bây giờ nó bán. Tại nó bán đâu rồi. Thôi bây giờ em chúc anh sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ em đi có việc đã. Dạ dạ. Anh bảo mình là ca sĩ mọi người, dễ sợ thiệt. Dễ sợ, sợ không cho đi. Ý là anh nói em là ca sĩ phải không? Thấy thấy á, ca nhạc. Ca nhạc ha. À, rồi anh có xem qua em chưa? Thấy đâu, thấy ở trên đăng đậu. Dạ. Ở trên đăng bãi. Có xem một lần rồi? Có đâu. Dạ. Có. Hát hay không? Hay. Hay ha. Chạy nên nhờ băng đĩa vô bãi, thấy à. Ờ, có băng đĩa coi rồi ha. Coi rồi. Anh có nhớ tên em không? À, ca sĩ Lý Hải. Cái gì? Lý Hải. Lý Hải ha. Ôi trời. Hy vọng rằng anh Lý Hải sẽ xem được cái video này. Anh kêu mình là Lý Hải. Lý Hải. Hát hay phải không? Hay. Đĩa giờ nó Lý Hải đã hát còn nhẹ. Nhưng mà bữa nay anh thấy em ở ngoài thấy có giống như trong đó không? Giống chân bãi, chân động. Nhưng mà đẹp trai hơn trong đó không? Giống. Có ý là có đẹp trai hơn trong đĩa không? Giống trong đĩa không? Giống đĩa luôn. Để nhẹ. Để nhẹ ha. Để nhận năm. Để nhận năm. Tối nó về mở coi tiếp nghe. Hôm nào bán rồi, đầu máy hư rồi. Thôi hư rồi ha, thôi không coi nữa. Hư rồi, muốn đi đồng đi. Dặn lập mấy bài á, rồi chút nó hát. Dạ, thôi được để rồi. Để đi nít bữa nào. Rồi. Bữa nào con đi chiếc là nên. Dạ rồi, thôi bây giờ em xin phép anh nha.
cầm cái tiền này giữ cho nó đàng hoàng, nó mất nha anh. Dạ. Thôi bây giờ đưa anh tiền lẻ đây cho anh dễ xài nè. À, dễ đi. Cầm thêm anh, cầm thêm đi. Không, cầm thêm luôn. Đó, không, anh có mua cái gì anh mua. Thôi em đi nghe. Dạ. Rồi em đi đó. Thật sự mà nói thì nghe anh Dũng nói chuyện thì mình không hiểu là ảnh đang nói về cái nội dung gì, nhưng mà có thể là anh diễn đạt theo cái cách của ảnh cũng có cái lý của ảnh, bởi vì ảnh đã thất lạc người thân cũng quá là nhỏ rồi, thì những cái ký ức về gia đình của ảnh thì có lúc nhớ có lúc không. Thì trong cái cuộc nói chuyện với ảnh thì có nghe ảnh nói là ở làng ảnh kêu là núi rồi trồng bắp hay là trồng mía rồi ảnh kêu là cái gì dân tộc á, cái này không phải mình nói nha, ảnh nói cái này là mình truyền đạt lại thôi. Thì cũng có anh em tên là cái gì đó mình cũng quên mất luôn rồi, bởi vì mình nghe cái câu chuyện của anh nói thì mình nhớ rất là ít trong đầu luôn á, bởi vì anh không có sâu chuỗi được những cái sự việc. Thì Nhân hy vọng rằng cái video ngày hôm nay thì sẽ được mọi người chia sẻ nhiều, để cho gia đình của anh biết đâu được là anh em sẽ xem được cái video này và sẽ đến đây đưa anh về nhà. Đôi khi anh thiếu thốn tình cảm gia đình ruột thịt, vì vậy mà anh bị một cái tâm lý cho nên là khiến cho anh sẽ không được bình thường giống như những người khác. Và Nhân hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì người thân của anh sẽ nhìn được cái video này và đưa anh về. Thì một lần nữa thì Nhân xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video này. Và nếu xem thì đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.